Jennifer và Xuân Quỳnh rất vui gặp lại quý vị khán giả trong ngày hôm nay với chương trình Vẻ đẹp Vĩnh Hằng, một chương trình được bảo trợ bởi công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont. Và ngày hôm qua đó Jennifer thì mình nhận được rất là nhiều quý vị khán giả gọi vào liên quan đến cái chủ đề về mụn phải không Jennifer? Đó là lý do tại sao mà với chương trình Vẻ đẹp Vĩnh Hằng ngày hôm nay chủ đề sẽ là mụn và cách làm sao mà để chăm sóc mụn, đặc biệt là sau khi mà chúng ta hết mụn sẽ không còn bị vết thâm nè, và đặc biệt là bị thẹo rỗ nữa. Dạ, thưa quý vị, nếu mà mình không có bị mụn thì trở lại những trẻ em ở nhà có bị mụn, especially trong cái tuổi teen, cái làn da của họ rất là sensitive. So ngày hôm nay trong chương trình, Jennifer và chị Xuân Quỳnh sẽ chia sẻ với quý vị là những nguyên nhân bị nổi mụn trên làn da, cách có thể săn sóc làn da, và quan trọng hơn cách nào mình có thể điều trị những cái thẹo mụn trên làn da. Đúng rồi, Jennifer, biết không là khi mà cái khoảng thời gian mà mình bị mụn đó, cái làn da của chúng ta nó rất là bị nhạy cảm nè, nó rất là mỏng nữa, nó rất là dễ mà nếu mà mình sử dụng những cái sản phẩm không đúng đó, thì nó còn nhiều khi nó còn làm cho mụn nó nặng hơn, và thậm chí là sau khi bị mụn á, còn để lại vết thâm hoặc là bị thẹo rỗ nữa. Thì nói về cái nguyên nhân bị mụn, thưa quý vị, đầu tiên là phải kể đến cái nguyên nhân là sinh lý, tức là những cái em nam hoặc là em nữ trong cái độ tuổi mà dậy thì đó, cái sinh lý cơ thể của mình nó thay đổi, nó khiến cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là cái khuôn mặt của chúng ta xuất hiện những cái vết mụn. Dạ, so trên cái khuôn mặt của mình, trên màn hình quý vị thấy đó, là theo cái khuôn mặt nó bị nổi mụn đâu, thì quý vị có thể biết là cái nguyên nhân tại sao bị mụn chỗ đó. Giống như trên trán đi, có nhiều lúc cái tiêu hóa của mình ăn không có kỹ, hoặc là mình không có lọc những cái đồ ăn kỹ trong cơ thể của mình, thì nó sẽ nổi mụn trên trán. Bởi vì những quý vị nào mà bị nổi mụn trên trán, có nhiều lúc là mình ăn đồ mỡ nhiều. Đúng rồi, hoặc là mình ăn những cái đồ mà cay, nóng quá, nó cũng khiến cho cái khuôn mặt của mình xuất hiện mụn nữa. Và có thể nói đó là cái vấn đề ăn uống là cũng là một trong những cái nguyên nhân chính mà khiến cho cái làn da mặt của chúng ta xuất hiện những cái nốt mụn. Và tức là mình đã có hai nguyên nhân rồi, phải không Jennifer? Đầu tiên là phải kể đến yếu tố sinh lý, khi mà hormone trong cơ thể các em thay đổi khiến cho mà ở độ tuổi dậy thì các em xuất hiện những cái nốt mụn. Ngoài ra thì cái vấn đề ăn uống thì theo Jennifer còn có nguyên nhân nào khác không? Nếu mà mình không có uống nước đủ, mình dùng không có dùng khăn sạch, hay là mình dùng những cái cây cỏ bị dơ, nó cũng bị nổi mụn nữa. Và nhiều khi xung quanh còn có nhiều quý vị cần chia sẻ đó, là nhiều khi cái gối của mình đó, mà mình nếu mà mình không có giặt giũ mà thường xuyên đó, nó cũng là cái nguyên nhân mà có rất là nhiều cái vi khuẩn mà nằm trong cái áo gối đó, mà khi chúng ta ngủ đó, nó ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta trên khuôn mặt nữa. Tại vì quý vị nghĩ đi, cái gối của mình là mình nằm lên mỗi ngày, có nhiều lúc mình không có gội đầu, những cái bacteria trên đó nó cũng lên cái gối của mình đổ mồ hôi nó cũng lên gối nữa. So Jennifer recommend đó là quý vị nên giặt cái gối của mình mỗi tháng 2 lần để cho nó có thể tẩy những cái bacteria trên đó. Về săn sóc làn da với lại những cái miếng khăn á, thì quý vị cũng nên thay đổi cái khăn đó mỗi tuần, tại vì cái đó là một cái khăn mà quý vị xài mỗi ngày, mình nên để dành một cái khăn riêng cho da mặt của mình. Và thêm một những cái nguyên nhân khác á, là đặc biệt là những cái trẻ em nào, hoặc là đôi khi mà mình sử dụng tay mà mình dùng tay trên khuôn mặt nhiều quá, tại vì trên cái bàn tay của chúng ta thì có rất là nhiều cái vi khuẩn mà cái làn da trên khuôn mặt lại rất là mỏng nữa, do đó nếu mà chúng mình chạm vào cái làn da trên khuôn mặt nhiều quá thì cũng là một trong những cái nguyên nhân nó khiến cho những cái vi khuẩn nó tiếp xúc với da mặt của chúng ta gây ra mụn nữa. So trước khi quý vị đụng tay trên mặt, nhớ là rửa tay cho sạch, dùng hand sanitizer để cho nó không có bacteria trên tay của mình. Khi quý vị mang trang điểm lên dùng tay, nhớ cũng là rửa tay trước đó. Những quý vị nào mà thích pop những cái pimple, quý vị nhớ là đừng có bao giờ pop cái nặng mụn hết, tại vì mình nặng mụn kia nó có thể bị bacteria nguyên cái mặt của mình. Và thêm một cái nguyên nhân khác nữa quý vị, đó là khi mà mình sử dụng sữa rửa mặt, những cái loại sữa rửa mặt nào mà có quá nhiều chất kiềm hoặc là quá nhiều axit, nó khiến cho cái làn da của chúng ta bị mỏng, và cái làn da mỏng nó cũng xuất hiện mụn nữa. Cứ nhiều lúc mình không có để ý tới những cái phone của mình cũng vậy nữa. Phone của mình có rất là nhiều bacteria trên đó. So Jennifer thích mua những cái bacteria wipes, những cái antibacterial wipes, và cứ mỗi mấy ngày mình nhớ thì mình chùi cái headphone của mình hoặc là cái phone của mình để cho nó không có dính vào mặt và nổi mụn lên. So nếu mà quý vị đã bị mụn trên hai cọng má đây, cũng có thể tại vì phone của quý vị có những cái vi trùng trên đó.
Và có thể nói là trong cái khoảng thời gian mà mình bị mụn đó là cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì đôi khi có những cái nốt mụn mà nó có mủ, nó còn gây ra cái tình trạng là nhức trên nốt mụn đó nữa. Thì theo Jennifer, bây giờ mình bước sang cái quá trình là mình chăm sóc cái làn da trong lúc mà bị mụn á, thì bước đầu tiên mình nên làm gì? Quý vị muốn là lựa những cái sản phẩm nào mà nó có thể giúp trị mụn trên làn da một cách nhẹ nhàng và nó có thể trị lại những cái vết thẹo luôn. Khi mụn nó xuất hiện trên làn da của mình, nó rất là sâu trong cái làn da, quý vị nhìn kỹ đó thì nó là mọc từ ở bên trong những cái lớp da của mình. Những cái bacteria đó từ từ nó grow lên, nó mới hiện lên cái làn da của quý vị. So Jennifer recommend là quý vị tẩy tế bào chết thường xuyên, dùng một cái loại sữa rửa mặt tốt mà nó dưỡng ẩm cho làn da quý vị luôn. Đúng rồi, thưa quý vị, đặc biệt là sữa rửa mặt rất là quan trọng, quan trọng nhất là trong lúc mà chúng ta bị mụn nữa, quý vị nên lựa chọn một loại sữa rửa mặt mà nó không quá kiềm hoặc là không quá axit để mà làm mỏng cái làn da. Chúng ta nên lựa chọn một cái sản phẩm sữa rửa mặt tự nhiên, cân bằng cái độ pH để mà vừa làm sạch mặt tuy nhiên vẫn duy trì được độ ẩm cho làn da của chúng ta. Khi quý vị dùng một cái loại rửa mặt tốt đó, nó sẽ giúp là sạch lỗ chân lông của quý vị, đồng thời nó có thể tái tạo cái làn da của quý vị lại để cho những cái lớp bề mới đó nó có thể mọc ra. Thì Jennifer recommend cái sữa rửa mặt nhẹ, sữa rửa mặt nhẹ trị giá là 25 đồng, và cái tube xài rất là lâu, tại vì mỗi lần quý vị xài, quý vị chỉ cần xài một ít thôi. Đúng rồi. Nhưng mà khi quý vị xài cái này với nước ấm á, nó sẽ bọt ra và nó có thể thấm vào cái làn da của mình để giống như Jennifer nói hồi nãy, làm sạch lỗ chân lông của mình, làm mềm mại cái làn da, trị những vết thẹo. Và cái tinh nhẹ này nó có thể dịu xuống những cái vết đỏ, những cái vết mụn trên làn da. Thưa quý vị, là trong bột nhẹ như quý vị biết là nó có cái dược tính là kháng viêm rất là thích hợp, đặc biệt là khi mà làn da của chúng ta đang bị mụn, thì với cái dược tính kháng viêm đó nó sẽ giúp điều trị mụn một cách tự nhiên, mà đặc biệt là với cái loại sữa rửa mặt này nó còn giữ lại độ ẩm cho làn da của chúng ta nữa. Và thường thường mình bị mình dễ nổi mụn trên làn da tại vì mình cũng là da dầu. Cái sữa rửa mặt nhẹ này trong đây nó có chất olive oil nó có thể giúp làn da dầu bị đỡ dầu nữa, tại vì nó tạo ra những cái chất dầu tốt trên làn da. So quý vị càng ngày càng xài đó thì mình sẽ thấy là đỡ dầu trên làn da luôn, đỡ dầu thì sẽ đỡ mụn. Cái sản phẩm này Jennifer recommend những người da bình thường, những người da dầu nên xài đến. Cảm ơn Jennifer đã chia sẻ. Xuân Quỳnh cũng được biết là da dầu đó nó làm gây bít lỗ chân lông, và khi đó là cũng là nguyên nhân mà mụn xuất hiện nhiều hơn nữa. Thì trong cái lúc mà mình điều trị mụn rất là quan trọng mình sử dụng một cái loại sữa mặt làm sạch da nhưng mà vẫn duy trì được độ ẩm. Xuân Quỳnh có một đứa em họ đó, Jennifer, là cô bé bị mụn, nhưng mà vấn đề là không có biết cách điều trị như thế nào. Cô bé cứ nghĩ là mình rửa mặt càng nhiều càng tốt trong cái quá trình mà bị mụn đó, và sử dụng những cái loại sữa rửa mặt mà làm khô da. Nhưng mà vấn đề là khi mà mình điều trị mụn xong thì cái làn da của em nó cũng rất là mỏng luôn, là do sử dụng sai sữa rửa mặt đó. Nếu mà mình bị da dầu mình không có nên rửa mặt nhiều quá. Tuy nhiên quý vị cũng muốn là rửa mặt sáng lần tối lần. Và khi quý vị rửa mặt á, quý vị muốn dùng giống như Jennifer nói là một cái loại sữa rửa mặt nhẹ, nhưng mà hai lần một tuần á, quý vị nên xài cái soft touch peeling gel của Biomore, trong đó nó là tẩy tế bào chết cho làn da quý vị luôn. Nó rất là nhẹ, nó gọi là peeling, nhưng mà nó không có lột cái làn da, nó chỉ tẩy tế bào chết thôi. Rất là nhẹ, trẻ em dùng cũng được nữa. Wow, cảm ơn Jennifer đã chia sẻ. Quý vị khán giả thân mến, trong cái lúc mà mình điều trị mụn đó, rất là quan trọng là mình phải giữ làm sao mà chúng ta có một cái làn da rất là sạch, phải không? Tại vì chỉ cần mà cái làn da của chúng ta sạch thôi là đã phần nào 80% mà mình điều trị được mụn rồi. Còn 20% còn lại đó là mình phải tìm ra cái nguyên nhân chính mà gây ra mụn. Thí dụ như là cái đó có phải là do cái áo gối của chúng ta hay không? Có phải là do những cái dụng cụ trang điểm hay không? Hoặc là những cái mỹ phẩm nào đó chúng ta đang sử dụng không tốt cho làn da, phải không Jennifer? Dạ đúng. Nói tiếp về săn sóc làn da cho nhẹ đó, sữa rửa mặt nhẹ đó, Jennifer recommend là quý vị nên xài một cái loại kem chống nắng. Có nhiều lúc mình xài những cái loại kem đó mình không có nghĩ đến là dùng chống nắng. Thường thường mình dùng chống nắng thì nó tạo ra chất dầu nhiều hơn. Nhưng mà cái sản phẩm UV Clear của Ulta MD đó, Forever Be More đang hiện giờ bán, cái sản phẩm này nó có những cái thành phần mà có thể giúp không có bị dầu trên làn da, nó giữ gìn cái làn da cho không có bị dầu thêm. Những cái thành phần trong đó nó cũng giúp làn da nhạy cảm, làn da dầu, làn da mụn nữa.
Cho nên mới quý vị có làn da mụn, quý vị nên xài đến cái UV clear ban ngày để cho nó giữ độ ẩm và nó giữ bảo vệ da luôn. Nhắc đến kem chống nắng thì thưa quý vị, lúc nào mình cũng cần mang kem chống nắng hết, và đặc biệt là trong cái quá trình mà chúng ta bị mụn nữa. Bởi vì khi mà da của chúng ta đã bị mụn đó mà mình đi ra ngoài ánh nắng nhiều á thì cần dễ bị sạm da hơn nữa. Do đó rất là quan trọng quý vị sử dụng kem chống nắng trong lúc cái quá trình mà cái da của mình bị mụn. Nhưng mà làm sao mình có thể lựa chọn được một cái loại kem chống nắng phù hợp với làn da, đặc biệt là làn da mụn. Và Jennifer, mình có nói về cái nguyên nhân gây mụn nè, rồi cách điều trị trong cái quá trình bị mụn. Vậy còn mình làm sao đó để mà khi mà mình hết mụn, mình không có để lại những cái vết thâm, những cái vết sẹo rỗ trên làn da? Và nếu mà mình bị thâm đó, thì mình phải làm sao Jennifer? Nếu mà bị thâm trên làn da đó thì nó có rất là nhiều phương pháp để cho mình trị theo. Quý vị có thể chạy laser hoặc là làm facial, nhưng mà hai cái đó quý vị cũng phải tìm hiểu thêm về cách làm những cái loại đó và đi chỗ nào để cho nó không có hại cái làn da của mình. Jennifer biết cũng có rất là nhiều quý khách có những trẻ em ở nhà mà bị mụn và nôm nao cho những em đó, và dẫn mấy em đi làm facial mấy ngàn đồng vậy, nhưng mà nó không có hết mụn trở lại, nó hư làn da của mấy em nữa. Đúng rồi. So Jennifer recommend là nếu mà quý vị có đi theo cái con đường mà facial hay là làm laser, nên tìm một chỗ nào mà nó có uy tín và nó có thể làm hiệu quả cho quý vị là. Mặc dù cái phương pháp điều trị thẹo vết thâm bằng laser đó cũng nhưng mà quý vị cũng không nên chủ quan, tại vì người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải không? Thì trong cái quá trình mà chúng ta bị mụn, thưa quý vị, quan trọng nhất là mình phải cần phải giữ cho cái làn da của chúng ta lúc nào nó cũng sạch thoáng. Và đặc biệt là quý vị có thể sử dụng kem nghệ, kem nghệ đến từ công ty dược mỹ phẩm Forever Vilmore, với cùng với cái dược tính là chỉ kháng viêm. Thì không biết là lúc mà mình bị mụn đó thì mình xức trực tiếp lên trên cái vết mụn hay sao Jennifer? Thưa quý vị, khi quý vị bị mụn đó, thấy là nó đỏ lên chút xíu hay là đã có vết mụn rồi, quý vị có thể lấy cái kem nhẹ chấm vào tay và thoa lên trực tiếp trên cái vết mụn đó. Thì qua ngày đó nó sẽ giúp lặn cái vết mụn đó và làm trị những cái vết thâm còn lại. Nếu mà quý vị đã bị thẹo, quý vị cũng có thể dùng cái kem nhẹ này để thoa lên. Nó là cái spot treatment, so quý vị không có cần xài cả nguyên khuôn mặt, nhưng mà chấm vào những chỗ bị mụn thôi hoặc là bị thẹo. Wow, tức là mình chỉ bị mụn chỗ nào thì mình chấm cho đó thôi. Thì với cái dược tính kháng viêm, thưa quý vị, là kem nghệ nó sẽ làm diệt những cái vi khuẩn, những cái bacteria trong cái ổ mụn đó của mình, và từ từ thì cái vết mụn, cái nổi mụn của chúng ta sẽ không còn nữa. Và điều quan trọng là khi mà quý vị hết mụn đó, mình cũng sẽ không có vết thâm hoặc là bị thẹo rỗ. Tóm lại những cái sản phẩm mà quý vị nên xài đến để cho trị mụn cho trẻ em và người lớn á. Đầu tiên là công ty Forever Be More có cái sữa rửa mặt nhẹ, quý vị có thể xài hàng ngày để làm sạch lỗ chân lông, tái tạo cái làn da và sẽ giúp tiếp tục trị mụn trên làn da quý vị. Cái đó là lý tưởng cho những làn da bình thường hoặc là da dầu và da mụn. So quý vị xài càng ngày, quý vị sẽ thấy cái làn da mình càng đẹp và không còn bị dầu. Và cuối cùng mà quý vị nên xài đến là cái kem nhẹ. Kem nhẹ đó là khi quý vị có thể thoa lên và chấm vào làn da, nó trị mụn ngay lúc đó. Thì những cái loại đó là thoa lên trên mặt. Nhưng mà công ty Forever Be More có một cái sản phẩm đặc biệt hơn nữa để giúp trị những cái làn da bị mụn từ trong ra ngoài. Thưa quý vị, đó chính là tinh bột nghệ. Thưa quý vị, tinh bột nghệ của công ty dược mỹ phẩm Forever Be More là không phải là bột nghệ mà của mình là tinh bột nghệ, tức là những cái thành phần mà tinh túy nhất từ trong củ nghệ. Phải mất đến 25kg củ nghệ tươi thì mới cho ra đời được 1kg tinh bột nghệ. Thưa quý vị, củ nghệ hoặc là bột nghệ quý vị mua ở ngoài thị trường á, mình uống hàng ngày đó, nó rất là nóng trong cơ thể và nó có thể gây ra những cái mụn trên làn da quý vị. Còn tinh bột nghệ đã lọc ra những cái chất nhờ, những cái dầu của cái củ nghệ rồi, thì nó chỉ còn nguyên chất để quý vị có thể uống hàng ngày, nó an toàn và nó có thể giúp làm lành những cái vết thương giống như những cái vết mụn trên làn da. Thì cái cách Jennifer uống á, thì Jennifer thích uống là mỗi sáng một muỗng cà phê pha chung với lại chanh, mật ong với lại nước ấm. Thì Jennifer để ý mình uống mỗi ngày giống vậy đó. Đầu tiên là nó có thể làm mát trong cơ thể của mình, rồi nó không có hiện lại mụn trên làn da, nó làm cho trắng sáng làn da, mềm làn da
và Jennifer thấy là không còn bị mụn nữa. À, thưa quý vị, Xuân Quỳnh cũng muốn lưu ý quý vị là tinh bột nghệ khác với lại bột nghệ. Bột nghệ thì nếu mà quý vị mua ở trong Costco hoặc là những cái tiệm Whole Foods đó, thì mình thấy là bột nghệ đó nó vẫn còn cái mùi nghệ. Tuy nhiên tinh bột nghệ thì hoàn toàn không có cái mùi nghệ. Mình uống bột nghệ thì mình, nếu mà mình uống lâu dài đó thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nóng trong cơ thể. Hôm qua thì Xuân Quỳnh nhớ là cũng có một khán giả gọi vào có chia sẻ là do uống bột nghệ đó thì da mình bắt đầu nổi mụn. Nhưng mà tinh bột nghệ khác với bột nghệ, thưa quý vị, nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta mát và thậm chí là những cái nốt mụn đó nó cũng giảm dần nữa. Dạ, xin nếu mà quý vị có những trẻ em ở nhà hay là quý vị là người lớn nhưng mà còn bị nổi mụn, Jennifer recommend quý vị có thể mua nguyên cả bộ này để giúp trị lành những cái vết đó, những vết thâm trên làn da từ mụn cây ra, cũng như trị những vết mụn lại. Mình xài trong vòng 2 tuần thôi là mình sẽ thấy cái làn da của mình thay đổi rất là nhiều, sẽ bị ít mụn lại và quý vị sẽ thấy cái làn da mình nó đẹp, nó mịn màng. Thưa quý vị, những sản phẩm nhẹ này nó cũng vừa túi tiền, nó không có mắc nên quý vị có thể dùng và cảm thấy happy khi mà mình xài cho trẻ em hoặc là xài cho làn da của mình. Sữa rửa mặt là một cái sản phẩm làn da nào cũng cần, nam hoặc là nữ, và sản phẩm sữa rửa mặt nhẹ rất là lý tưởng cho mỗi lứa tuổi và nam và nữ luôn. Và cái này là quý vị có thể mua một tube sữa rửa mặt nhẹ và xài nguyên cả gia đình lận. Jennifer biết là ở nhà Jennifer cũng xài sữa rửa mặt nhẹ, em trai em gái cũng có dùng, thậm chí mẹ cũng dùng sữa rửa mặt nhẹ nữa. Cái điều mà Xuân Quỳnh thích nhất ở sữa rửa mặt nhẹ này đó Jennifer, là sau khi mà mình dùng sữa rửa mặt á, nó không có làm cho cái làn da của chúng ta bị khô như những cái sản phẩm sữa rửa mặt khác. Và điều đặc biệt là từ hồi mình Xuân Quỳnh sử dụng sữa rửa mặt này, mình cảm nhận được là làn da của mình cũng không bị mụn luôn. Ngày trước thì Xuân Quỳnh rất là hay dễ bị nổi mụn, cái vấn đề là do mình đôi khi mình sử dụng make up á, mà cái make up cọ nếu mà mình không có clean kỹ đó thì nó sẽ gây ra cái tình trạng mụn trên da. Nhưng mà từ hồi mà mình sử dụng sữa rửa mặt có hai lần mỗi ngày thì cái tình trạng mụn nó không còn nữa. Dạ, Jennifer biết là cứ mỗi năm khi mà Jennifer phải bay đi đâu nhiều đó, chỉ biết thì mình bay đi, mình đi travel, mình dùng những cái cây cỏ dơ hay là mình lên máy bay những cái không khí nó không có sạch, thì Jennifer nhớ là đã bị nổi nguyên một dài mụn mà nó ở dưới cái làn da của mình, rất là khó để trị. Rất là khó để trị. Và nó giống như là fungus mà đang mọc trên làn da Jennifer đó. Thì anyways, Jennifer có đi một cái esthetician thì họ nói đó là nếu mà mình muốn không có bị những vấn đề đó trên làn da bị mụn mà ở dưới cái làn da đó, quý vị muốn là tẩy tế bào chết thường xuyên, quý vị có thể dùng cái sữa rửa mặt nhẹ chung với là một cái khăn và chà nhẹ lên để tẩy tế bào chết. Nhưng mà Jennifer thấy là cái soft touch peeling gel của công ty Forever Be More, Jennifer rất là thích xài và mỗi tuần xài 2 lần để tránh cái tình trạng mà những cái lỗ chân lông của mình nó bị bít đi. Và quý vị nên nhớ là những cái cây cỏ quý vị dùng á, mình phải rửa mỗi mấy ngày, giống như mỗi tuần Jennifer rửa một lần, để cho mình không có transfer những cái bacteria trên cái cây cỏ đó vào cái làn da mình. Mà một điều khác mà Xuân Quỳnh để ý là trong lúc mà mình bị mụn đó, là mình không nên dùng ngón tay để mà mình nặn mụn. Tại vì Jennifer biết không, là khi mà chúng ta nặn mụn đó là chúng ta đã làm thư tổn cái tế bào trên làn da của chúng ta. Mình đã làm mất đi một cái phần tế bào đó. Rồi that's why mà đó là lý do tại sao mà khi mà mụn hết á thì mình thường thường nó hay để lại cái vết thẹo hoặc là vết rỗ. Cái đó là lý do là mình sử dụng cái ngón tay để mà nặn mụn. Jennifer biết là khi mà mình bị nổi mụn trên mặt, mình rất là khó chịu và mình muốn nặn ra để cho nó không còn đỏ đi. Nhưng mà Jennifer thấy là mình phải nên nhìn xa và đừng có muốn cái bị thẹo trên làn da. Nếu mà quý vị cảm thấy khó chịu quá thì xức ngay kem nghệ lên. Tại vì với cái dược tính kháng khuẩn á, mà mình xức kem nghệ lên á thì cũng phần nào giúp đỡ đau cũng như là đỡ ngứa nữa. Jennifer lúc mà thấy làn da mình bị đỏ tí xíu hoặc là nổi một tí mụn lên là Jennifer thấm cái kem nhẹ vào liền. Và trong 1-2 ngày thôi, không có lâu đó thì nó bị xẹp cái mụn xuống và nó không có hiện ra luôn. So Jennifer rất là thích cái kem nhẹ này, và nếu mà quý vị chưa xài qua những sản phẩm này, công ty Forever Be More cũng xin mời quý vị hãy điện vào và gửi địa chỉ cho Forever Be More để Forever Be More gửi đến những cái sample để quý vị xài thử. Và nói về cái phần mà che nắng đó Jennifer, thì mình có giới thiệu đến quý vị khán giả sản phẩm là kem chống nắng. Còn nếu mà quý vị nào cảm thấy là kem chống nắng chưa đủ thì mình có sản phẩm nào khác không Jennifer? Thưa quý vị, nếu mà quý vị bị làn da mụn cũng rất là quan trọng mình bảo vệ làn da khi mà mình lái xe. Công ty Forever Be More đã hợp tác với KT SunSat để gửi đến quý vị một cái sản phẩm rất là hay và quý vị có thể xài trong xe được. Một cặp vậy đi là hai miếng, một miếng lớn và miếng nhỏ. Quý vị có thể xài trong khi mình lái xe
đẩy vào, nó sẽ hít vào cái miếng kiến của cái cửa xe của mình với lại cái xe. Sau khi quý vị xài xong thì mình chỉ cần lấy xuống và chắc nó đi thôi. Một cặp vậy 15 đồng và ngày hôm nay quý vị có thể mua hai cặp là 4 miếng chỉ có 25 đồng thôi, là quý vị sẽ được giảm bớt 5 đồng. Và những quý vị nào ở những tiểu bang xa, quý vị có thể mua 4 cặp và sẽ được free shipping. Sản phẩm này mùa hè sắp tới mình có thể tặng sinh nhật, mình có thể tặng ba mẹ mình hoặc là trong gia đình để họ có thể bảo vệ làn da khi lái xe. Đúng rồi, và Xuân Quỳnh thích nhất là mình có thể mang cái cặp che nắng này nè, từ xe này sang xe khác rất là tháo, cái việc gắn và việc tháo gỡ rất là dễ dàng. Và công ty Forever Be More có rất là nhiều màu để quý vị lựa chọn. Quý vị có thể lên foreverbemore.com. Đây là màu xanh. Nếu mà quý vị thích những cái màu tối hoặc là có xe màu tối, Jennifer đó thì thích cái màu xám đây. Màu xám này nó cũng đi là hai miếng, và cái material của nó cũng cao cấp như cái màu xanh, nhưng mà có cái là nó cái màu nó lợt hơn thôi. So một phần nữa quý vị có thể lên foreverbemore.com để coi những cái màu khác. Công ty Forever Be More cũng có màu biển nè, màu cỏ nè, để quý vị lựa chọn. Rất là hấp dẫn phải không Jennifer? Và như vừa qua là Xuân Quỳnh và Jennifer có gửi đến quý vị những cái cách mà làm sao chúng ta ngăn ngừa mụn cũng như là điều trị trong lúc chúng ta bị mụn, và kể cả là sau khi bị mụn mình làm sao đó mà để cho mụn không trở lại, nó cũng rất là quan trọng nữa thưa quý vị. Bởi vì khi mà làn da của chúng ta nó bị mụn nó hết rồi mà nó lại tái xuất hiện đó, thì rõ ràng là cái mụn mà nó tái xuất hiện nó còn nặng hơn là lúc ban đầu nữa. Do đó rất là quan trọng mà mình làm sao để mà mình duy trì được một cái làn da sạch, không bị mụn, để mà khiến cho không có gây ảnh hưởng như là vết thâm hoặc là vết rỗ xuất hiện sau này nữa. Thưa quý vị, thì hồi nãy Jennifer và chị Xuân Quỳnh có chia sẻ với quý vị là những cách nào mình có thể săn sóc ở bề ngoài da. Quý vị nên nhớ là dùng sữa rửa mặt tại tế bào chết, dùng những cái loại kem mà trị mụn mà nó sẽ không có làm gây hại làn da hoặc là khô da giống như cái kem nhẹ. Quý vị nên nhớ là dùng chống nắng vào ban ngày, và trong sức khỏe của quý vị giống như từ bên trong ra đó, thì có nhiều lúc mình nóng trong mình quá, mình ăn không có kỹ, mình uống nước không có nhiều, thì Jennifer recommend là những quý vị nào mà especially những người lớn đó mà còn bị nổi mụn đó, quý vị có thể uống tinh bột nhẹ hàng ngày để giúp mát cái làn da trong cơ thể, cũng như là lọc tố can cho quý vị để cho nó không có bị mụn nữa. Mụn thì nó có nhiều loại mụn lắm, nó có đúng là rồi. Mụn đen, mụn trắng, mụn cá. Đúng rồi. Và khi mà mình mà bị mụn đó, tuyệt đối là quý vị không có nên nặng mụn. mặc dù lúc mà mình bị mụn đó mình cảm thấy rất là khó chịu, mình muốn là giống như là phải làm sao cho nó hết mụn ngay lập tức, phải không Jennifer? Đúng. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn xài thử những cái sample này cho quý vị hay là những trẻ em ở nhà, quý vị có thể điện vào số công ty đó là 888-933-7624. Khi quý vị điện vào, Jennifer sẽ lưu số phone lại và sau show sẽ điện cho quý vị để xin những cái địa chỉ để công ty gửi đến cho quý vị cái sample để xài thử. Và những cái loại sample này quý vị có thể xài cũng cần một tuần lận để quý vị thấy nó có hợp với làn da mình hay không. Quý vị có thể xin sample là kem nhẹ, sữa rửa mặt nhẹ, cho tại tế bào chết, hay là cái kem chống nắng UV Clear. Những sản phẩm này rất là tốt cho những làn da bị mụn và da dầu. Jennifer, đặc biệt là ở tại công ty mình còn có những cái sản phẩm khác nữa, thì không biết nếu mà quý vị khán giả gọi và có được xin sample của những sản phẩm khác không? Được. Thưa quý vị, công ty Forever Be More đầu tiên muốn hỏi thêm về cái làn da quý vị, tư vấn làn da coi là quý vị muốn trị cái gì, quý vị đang xài những sản phẩm gì. So nếu mà quý vị thắc mắc về những sản phẩm của Forever Be More, quý vị cũng có thể điện vào số trực tiếp hiện nay là 888-933-7624. Những quý khách đã theo dõi chương trình lâu nay rồi đó, thì công ty Forever Be More cũng đang có cái chương trình tin nhắn mới. Đó là khi quý vị nhắn cái chữ SALE là SALE vào cái số trên màn hình đó là 888-933-7624. Quý vị có thể sign up để sau này trong tương lai có những cái promotion gì đặc biệt các quý vị sẽ được đầu tiên biết hết. Wow, rất là hấp dẫn phải không Jennifer? Bởi vì đôi khi mình sẽ bị bỏ lỡ những cái show trên TV đó. Thì với cái cách mà mình nhắn tin trực tiếp vào số phone của công ty qua số phone là 1888-933-7624 với cú pháp là SALE, SALE, thì mình sẽ là những người có cơ hội đầu tiên nhận được những cái promotion đặc biệt. Và tức là thời gian dành cho chương trình không còn nữa. Xuân Quỳnh và Jennifer xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào ngày mai cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 7 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.